Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tư vấn du học Canada của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về du học Canada, cơ hội định cư dễ dàng. Thì vậy thì điều gì đã khiến đất nước biểu tượng hình lá phong này lại thu hút các bạn sinh viên tới đây để học tập? Thì di cư đến Canada là một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Quốc gia với biểu tượng hình lá phong này vốn tự hào với truyền thống là hiếu khách và chào đón những người nhập cư. Và đây cũng là một trong những điểm đến du học hàng đầu của các bạn sinh viên. Và hàng năm thì Canada đón nhận hơn 200.000 dân di cư mỗi năm. Hệ thống nhập cư Canada cùng với mạng lưới và các tổ chức di dân được đánh giá là chất lượng hàng đầu thế giới. Chất lượng di dân thì đã đem đến cho đất nước này một nền văn hóa đa dạng, nhiều sắc thái và giúp cho Canada thì phát triển phồn vinh và thịnh vượng hơn. Dù ước mơ của bạn là gì và được mở rộng tầm nhìn hay là khám phá những cái cơ hội mới hay là những thách thức mới cho bản thân trong một môi trường mới thì Canada chính là sự lựa chọn chính xác cho bạn. Và hãy đến Canada và biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Các trường tại Canada thì cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận toàn cầu. Trang thiết bị hiện đại và tiên tiến, công nghệ cao với đầy đủ các ngành học phong phú. Và học phí cũng như là chi phí học tập ở đây thì được xếp vào là rẻ hơn so với các nước Anh hoặc là Mỹ. Bạn cũng có thể lựa chọn hai ngôn ngữ chính thức khi mà học tại đây, đó là tiếng Anh và tiếng Pháp. Môi trường học tập và sinh hoạt cũng như là đời sống thì thuộc loại là tốt nhất thế giới. Thời tiết, khí hậu cũng như là quang cảnh thiên nhiên thì tươi đẹp. Và được định cư tại Canada sau khi kết thúc chương trình học hoặc là sau khi học xong khóa học tiếng. Thì, và điều đặc biệt đó là Canada thì các bạn sẽ được đi phép đi làm thêm 20 giờ trên một tuần trong thời gian học tập tại Canada với mức lương sẽ dao động từ 500 cho đến 1.000 đô Canada. Đến với Tân Đại Dương thì các bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ về trường cũng như là hướng dẫn các thủ tục hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vậy thì chương trình học tại Canada thì như thế nào? Thì khóa học tiếng Anh sẽ kéo dài từ 6 tháng cho đến 1 năm. Bạn có thể chọn học tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Đối với chương trình phổ thông từ lớp 1 cho đến lớp 12, chương trình cao đẳng cộng đồng và cao đẳng kỹ thuật sẽ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho đến 3 năm. Về đại học thì thời gian sẽ là từ 3 cho đến 4 năm. Riêng ngành luật và kiến trúc thì sẽ khoảng là từ 5 cho đến 6 năm. Đối với chương trình cao học thì thời gian sẽ là 1 năm và phải hoàn thành một bài luận hay là một cái công trình nghiên cứu nào đó. Đối với tiến sĩ thì sinh viên phải học ít nhất là 3 năm sau khi mà có bằng cao học và ít nhất là 1 năm nội trú tại trường. Vậy điều kiện tham gia du học tại Canada thì như thế nào? Thì nếu như mà đang học phổ thông trung học hoặc là đã tốt nghiệp phổ thông trung học hay là cao đẳng hoặc là đại học, trình độ tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp giao tiếp tương đương với bằng B, thời gian nhập học về tiếng Anh và tiếng Pháp thì có thể là đăng ký nhập học hàng tháng. Đối với chương trình phổ thông trung học thì nhập học sẽ thường là vào tháng 9, tháng 11, tháng 2, tháng 4 và tháng 7 hàng năm. Đối với chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học thì thông thường sẽ là vào tháng 2, tháng 9. Một số trường thì có khóa khai giảng là vào tháng 1, tháng 5 và tháng 7 hàng năm. Vậy học phí của trường thì là bao nhiêu? Thì học phí đối với chương trình trung học phổ thông thì là sẽ dao động từ 15 cho đến 20.000 đô Canada một năm. Đối với chương trình đại học và cao đẳng thì sẽ dao động là từ 10 cho đến 20.000 đô Canada một năm. Học phí sau đại học thì sẽ dao động từ 20 cho đến 40.000 đô Canada một năm. Và các chương trình tiếng Anh hay là tiếng Pháp thì sẽ là từ 1.000 cho đến 7.000 đô Canada trên một khóa học. Ngoài ra thì các chi phí khác mà gia đình học sinh cần chuẩn bị như là phí visa thì sẽ là 125 đô Mỹ. Phí vé máy bay thì sẽ là từ 800 cho đến 1.000 đô Mỹ. Cái này tùy thuộc vào thời điểm bạn book vé. Về chi phí sinh hoạt thì sẽ dao động là từ 700 cho đến 1.000 đô Canada một tháng. Dự tính chi phí ban đầu khi mà chuẩn bị cho du học sinh là khoảng 14.000 đô Mỹ, bao gồm 6 tháng học phí và vé máy bay sinh hoạt cho 4 tháng. Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học Canada như thế nào, điều kiện ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, theo địa chỉ quận 1, quận 5 hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484848.
0979 hoặc là các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.